giới thiệu quý vị đây, cặp xe Win. Để cho câu chuyện chúng ta thêm phần hấp dẫn thì Tiết Cương xin mời một chuyên gia dinh dưỡng nấu ăn để tham gia câu chuyện cho vui. Người dông dỏng cao như Tiết Cương mà chạy với Queen rất là đẹp. Tiết Cương chạy với Queen sẽ đẹp hơn anh Tám ngồi Queen. Đúng rồi anh Tám. Lên ngồi thầy. Tám gì cao 1m48. Khán giả hiện tại Tiết Cương đang có mặt ở cà phê Vườn Đá. Hôm nay Tiết Cương rất là vui khi trân trọng giới thiệu quý vị một cặp xe coi như là huyền thoại ngày xưa. Và bây giờ thì lâu lắm mới có thể gặp lại được một cặp xe mà đi cùng với nhau vậy. Rất là coi như tình cờ và cũng rất là may mắn. Giới thiệu quý vị đây, cặp xe Win đỏ đen. Giới thiệu quý vị, vào những thập niên cuối thập niên 80, đầu niên 90 thì dòng xe Win nhập cảnh về Việt Nam và lập tức tạo một cơn sốt, bởi vì lúc đó người Việt mình lúc đó chỉ đi những dòng xe của trước 75 để lại, của Honda Dam 67 rồi Suzuki, Yamaha. Quý vị, đùng một cái con xe ta nói là đập thùng về cùng một lượt với DD và Rim 1 của Thái Lan. Thì con Honda Win này nhập cảnh về là chiếc màu đỏ như quý vị, gọi như là tạo cơn sốt trong những người yêu xe, nhất là những thanh niên thời đó, và trong đó Tiết Cương. Nhưng mà lúc đó Tiết Cương chưa có tiền mua, chỉ ngắm từ xa thôi. Hôm nay thì rất vui khi giới thiệu quý vị cái cặp xe này. Thưa quý vị, con Win đỏ này đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam là hàng đập thùng. Và lúc đó thì Tiết Cương nhớ ở thành phố Tân An thì chỉ có những người gọi là giàu lắm mới về. Và hình như lúc đó thành phố Tân An khoảng đầu thập niên 90, 80-90 là chỉ có một chiếc duy nhất về thôi quý vị. Và hôm nay thì sau đó thì những năm 90 mấy thì mới đầu ra cái con màu đen này. Nó là đời sau. Và con Win đỏ này là đời trước. Và hôm nay thì Tiết Cương tìm được cặp xe này là khá nguyên bản để có thể review quý vị. Và để cho câu chuyện chúng ta thêm phần hấp dẫn thì Tiết Cương xin mời một chuyên gia dinh dưỡng nấu ăn để tham gia câu chuyện cho vui. Rồi em mời, xin chào anh Tám. Xin chào. Giới thiệu quý vị, đây là anh Tám. Xin chào mọi người. Một người anh rất là mê xe cùng với Tiết Cương. Ảnh là chuyên gia dinh dưỡng bánh mì, nhưng mà anh biết chút xíu về xe, góp ý cho vui. Máy móc. Anh chuyên gia về máy móc. Cơ khí quý vị. Anh Tám, hai chiếc xe này là của anh hết á hả? Không, cái xe này của mấy ông bạn chơi giao lưu chung hàng tuần á Tiết Cương. Dạ. Đầu tiên chiếc xe này thì hỏi anh Tám là Tiết Cương thấy cái Win đỏ này và Win đen này có hai cái đặc điểm khác nhau là cái đèn, đầu đèn của Win đen thì em thấy nó lớn hơn đầu đèn của Win đỏ, là sao anh? Cái đèn của Win đen này á là cái đầu đèn, cái đèn này là đèn của Win Nhật. Cái Win Nhật mà do anh em thấy đẹp anh em gắn vô đây. Yeah. Cái dòng này dòng của xe Nhật. Xe Nhật. Ở này nó sản xuất của Minh Nhật luôn. Dòng Win đèn nhỏ. Dòng đèn lớn này dòng của Indo. Của Indo. Và cái đầu đèn nhỏ này là nó có xuất hiện khoảng thập niên 80 anh ha. Cái này nó đầu khoảng từ 82 tới 90 á, tầm đó. Đầu này của kiến thủy tinh á. Nó không phải kiến acrylic. Này bằng thủy tinh luôn. Thủy tinh rất là chắc. Cái đèn này á, là cái gáo này á, là nó không có di chuyển động được. Nó muốn chỉnh pha nó phải chỉnh ở đây. Còn cái gáo này á, nó không có chỉnh pha, mà nó muốn chuyển động pha thì nó phải chuyển động pha gần pha xa thì bẻ đầu. Hai cái nó có sự khác nhau. Cái này giống như 67 vậy đó. Giống như 67 cái ha. Này giống như là cúp DD đồ này kia. Cái cách rim rồi nó chỉnh ở đây. Thì giờ đặc trưng của xe Indo nhập cảnh thì cái này là có bản số trước ha. Không, cái này là bản số trước. Dạ. Cái chữ Win này là mình gắn vô chơi thôi. Gắn vô cho đẹp. Ừ. Cho em hỏi xem, em thấy cái đèn Win này nó, cái đèn xi nhan nó tương đối giống như cúp 82 DD đúng không anh? Nó có cái chân, cái này là không có chân khác, nó thấy giống hình thức nó giống. Giống. Mình lắp vô nó sẽ khác. Khác không anh? Khác hoàn toàn. Win là đặc trưng của nó, không có ai giống nó. Cái cao su giảm chấn này nè để nó đi địa hình á. Khi nó chống sốc á. Hay ha. Thì thưa quý vị, những chiếc Win bây giờ thì ở Sài Gòn rất là hiếm. Bởi vì lúc mới về thì người ta thích, nhưng mà sau đó thì nó không phải là dòng xe gia đình. Quý vị biết cái thập niên 80-90 là cả gia đình thì chỉ có một chiếc xe. Mà nếu mà mình mua chiếc xe Win thì coi như là những chị em phụ nữ đi không được hả anh Tám ha? Đúng rồi, cái này vợ đi không được, chỉ có chồng đi thôi. Tay con mà nó hơi khó. Cho nên lúc đó thì DD với rim nó sẽ thịnh hành hơn.
Và những chiếc Queen này thì nó sẽ trôi dạt về những phía Bắc. Tem Queen nè. À, tem Queen đẹp quá. Đây là tem Queen nè. À, chiếc Queen nó trôi dạt về phía Bắc và những vùng núi cao nguyên Tây Nguyên phía Bắc thì còn rất là nhiều. Bây giờ mà mình muốn mua xe đẹp này, thì phải về ra Bắc mới có quý vị ơi. Cái này vùng Lạng Sơn á, Lạng Sơn mấy anh em trên ở Lạng Sơn chơi nhiều. Chơi nhiều ha. Đó, mình thấy không? Mặt đồng hồ nó maximum tới 120 km nữa quý vị. Và Queen này có một cái 4 số, một trước 3 sau. À, có một đặc điểm mà Thiết Cương rất là bất ngờ đó về nó là đây là thương quý vị, đây là con ốc. Nếu mà mình không để ý cái con ốc này thì mình sẽ không biết là nó là một con ốc lõm và xi bóng rất là đẹp. Nếu mà con này không đúng là like nha quý vị. Cái con ốc này nó có lõm. Ừ. Nhưng mà cái con ốc bằng á là nó của dòng SS mình, nó 67 mình á. Còn Queen đặc trưng là nó lõm tí xíu. Nó lõm hẳn luôn á. Long. Chào đại ca Long Quỳnh. Mới tới anh Long. À, đây là đại ca của Thiết Cương. Hai xe này mới xuất hiện nè, đẩy đẹp quá. Em đấy mới đẹp. Ghé coi Thiết Cương mới review á. Em ghé em coi, em cũng hồi đó cũng rành lắm. Em cũng đang tìm mua cái này. Đúng vậy, và cái dòng Indo này thì cái Queen này nó có hai cái điểm tương đồng với thằng Echa Indo vậy, đó là cái da yên quý vị. Quý vị nhớ cái da yên của Echa không? Đó, nó da nó bóng bóng và nó trơn trơn quý vị. Đó, yên zin có chữ Federal phải không anh? Ở đây cái yên xe đỏ dạ. Là nó có chữ Honda Federal. Dạ. Còn cái yên xe đen là nó không có. Yên đen không có. Yên xe đen là không có. Cái dòng đen nó không có. À, và đặc điểm của dòng xe Indo là ở bên nắp nồi nó có cái tem chỗ này nha quý vị. Achi cũng có luôn. Achi cũng có luôn. Và có cái Queen này cho em hỏi anh Tám là nó có cái đặc điểm ở cái nồi nó có cái gì mà đạp nó tuy 100 phân khối mà nó đạp nhẹ hơn 67 anh. Cái nồi tuy 67 nó có 150 mà đạp rất là nặng. Do cái giờ cần khởi động nó dài nè. Cần khởi động dài không anh? Khởi động nó dài. Dạ, khởi động dạ. Nó có thế. Dạ. 67 mình là cái cần khởi động nó ngắn nè. Ngắn. Nó có cái này nó cần khởi động nó xếp được. Cái này là gắn thêm vô nha. Gắn cái này nè. Này chở em bé. Cái này chở em bé. Chở em bé. Cái Queen này chở dài lắm mà chở ra tới đây luôn á. Queen này được coi 4 người là khỏe. Nếu mà gọi là dòng xe gia đình thì cũng đúng, bởi vì có thể chở hai vợ chồng hai đứa con đi được, nhưng có điều bà vợ chạy hơi khó thôi. Đó, đặc điểm của Queen đỏ thì quý vị thấy không? Đó, có một cái tem ở đây rất là đẹp và toàn bộ là chữ Nhật Bổn. À, có số 8585 anh. Cái này chữ Trung. Chữ Trung. Dạ hả? À cái này chữ Trung do Indo xuất qua Trung á. Dạ. Chữ Trung Hoa anh Hùng hả anh? Chữ Hoa anh, không, cái chữ Trung Quốc. Xe này xe Queen Queen của Nhật. Là bên Indo nhưng mà nó là xuất qua Trung quá nhiều á. Cho nên là hướng dẫn sử dụng bằng Trung. Rồi đây thì quý vị thấy bên đây thì cái tem bên xe đen này thì nó lại là chữ Indo. Nó không phải chữ Trung mà, chữ Indo. Đó, nó có nè, nó có chữ nè. À, Bacala Buku Betonan Megrin Degan Osakama Mukanbi Akusukada Honda. Nó là xe này được sản xuất bởi Honda Indonesia. Và đừng mượn xe tôi, nếu mượn nhớ đổ xăng. Đó, nó ghi vậy luôn á. Queen thì không có kết nên chủ xe đi là quý vị thấy không, phải để một cái áo mưa. Thưa quý vị, để áo mưa đây, lỡ có mưa lấy ra luôn. Cũng ốc lõm à. À. Thiết kế của Queen là nó vuông dứt như vậy cho nên kính chiếu hậu cái bánh vuông. Xe Queen là bánh trước 18 nè. À đúng rồi, còn thêm một đặc điểm. Cái đặc điểm là bánh trước 18. Bánh trước 18. Bánh sau là 17 à. 17. 317. Dạ. 2 mấy năm 18. Bánh 18. Ti 27 ly. Dạ, bánh đó. 18. Không là thợ cơ khí không gành quá quý vị ơi. Còn cái cho em hỏi cái Queen này cái cổ bôn nó có cái cổ lõm à, cái này co xăng mà cái này cái này là co xăng miền Nam gọi co xăng miền Bắc gọi là cổ hút á. Yeah. Cái này nó đời khác đời, nó có khác chữ này chút xíu. Cái đời đầu nó ốm, nó nhỏ hơn, còn cái đời đời sau rồi chứ về sau là nó từ đây về sau tới 2.5 là nó to hơn, nó mập. Nó giống như DM á anh. À nó mập, đúng rồi, nó mập, coi nó gọi co xăng mập á. Ừ, giống như DD là co nhỏ, còn DM co bự quý vị. Cái giò số nó cũng khác người ta nữa nè. Cái giò số nó miếng sao vuông nè. Vuông. Còn nếu mà mấy cái dòng khác thì miếng sao nó tam giác chút xíu.
đặc thù của Win đó đây. Nó vuông rất thiết kế vuông. Và cái chân chống nghiêng nó rất là dài như vậy. Chân chống nghiêng nó dài hơn chân chống thường thì. Và chân chống đứng nó rất là dài. Đó thưa quý vị, để tạo lên một cái dáng người dong dỏng cao như Tiết Cương mà chạy với Win rất là đẹp. Tiết Cương chạy với Win sẽ đẹp hơn anh Tám ngồi Win. Đúng rồi, anh Tám. Đúng rồi, anh Tám lên ngồi thử. Anh Tám thì cao 1m48, Tiết Cương thì cao 1m84. Nó khác nhau. Thử rồi nha. Hai anh em ngồi nè quý vị. Nó đùi thôi chứ ai ngồi lên thì cũng đẹp hết. Hai anh em nổ máy luôn phải không? Đó, nổ máy luôn. Đó. Đặc điểm của Win mà Tiết Cương thích nhất đó là anh Tám biết gì không? Cái tiếng bô á. Đặc trưng của nó. Cái bô đặc trưng, bô rin nghe đã quý vị. Quý vị nghe tiếng bô không? Quá đã, quá đã. Cái đời này là còn lạc hậu á, đã chống mới tắt máy. Té xe mới tắt máy. Cái này nó không biết bây xì ha. Đá chống không tắt máy nha quý vị. Té xe mới tắt máy. Té xe mới tắt máy. Và Tiết Cương xin bật mí quý vị một đặc điểm nữa là ở chiếc Win này cái niền là có đá nha quý vị. Đây quý vị thấy chữ HM không? HM và có chữ 18 không? 18 là số đo của cái niền nha quý vị. Đó, số đo của niền. Nhưng mà cho dù Win đen hay Win đỏ đều có giá trị như nhau. Xe này cũng có, chắc là chủ xe cũng họ cũng có thêm một hai món đồ vô. Yeah. Chứ nó cũng là đồ riêng nhưng mà có thể là có thêm vô cho nên nó hơi mới. Cái này là người ta thêm vô người ta chơi nè. Nhưng mà nó vẫn là đồ riêng. Nhưng mà thích đầu bự rồi để đầu bự, thích đầu nhỏ để đầu nhỏ vô. Win này nó giống như 67 quý vị. Từng món nó tháo rời ra được hết. Dạng lách xích mà. Mình muốn gắn cái gì vô, gắn ghi đông mình có thể thay ghi đông khác. Đầu đèn khác. Cái này mình thay khác cũng được nữa anh. Cái này không có. Đây, cái này đặc trưng của nó rồi. Đặc trưng nhưng mà ý thay được, cái vô ghi đông mình có thể thay được. Tại cái dòng Win này là dòng lách xích mà. Dạ. Cho nên mình có thể mình tháo gù ra mình thay ghi đông khác. Người ta đi địa hình nó tháo có cây xào ngang á. Hoặc là gắn ra ga mũi. Là gì nó như 67 vậy mình thiết kế được. Cái đầu này theo mình thay kiểu mình thích được. Cái yên thường thường cái yên cái thùng xăng với ba ga sau ít có thay. Ít có thay ha. Coi như cái form này là người ta giữ nguyên nè. Nguyên. Ở dưới người ta chế cho nó vừa ý cho đẹp. Những cái đời sau Indo thì quý vị thấy có những chiếc xe cái dè cao rồi nè. Bằng mũ mà dài để dành để nó bắt địa hình nó bắt lên chẳng ba nó bắt lên vậy ha anh. Để đi địa hình nữa vậy nó bắt ở dưới. Tại ở Indo địa hình họ là đồi núi rất là nhiều cho nên chiếc Win này rất là tiện lợi. Khi về Việt Nam á, lúc đầu cũng ở xì phố mà dần dần nó cũng trôi dạt về những cái tỉnh phía Bắc và các vùng cao nguyên. Sơ lược về một cặp Win huyền thoại thì Tiết Cương giới thiệu quý vị và xin cảm ơn anh Tám. Thợ cơ khí máy móc. Chúc dẫn anh vô gặp hai anh chủ này giao lưu với họ coi. Cũng chịu chăm chút cái xe đẹp á. Để anh học hỏi thêm kinh nghiệm. Học hỏi kinh nghiệm sau này anh có tiền anh đầu tư chiếc à. Rồi, hy vọng chúng ta sẽ có dịp giao lưu với anh Tám với chiếc xe của ông. Quyết tâm anh em mình cố gắng mỗi người mua một chiếc nha. Rồi. Cố gắng hết thập niên 20 này khoảng tới cuối năm 2030. Ok. Hai anh em mình sẽ người có một chiếc Win. Sợ quá. Rồi, cảm ơn quý vị theo dõi câu chuyện của Tiết Cương và anh Tám. Xin chào tạm biệt quý vị.